Group đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Nhịp cầu Địa ốc hôm nay, ngày 29 tháng 1 năm 2020, được phát sóng trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặc dù có sự sụt giảm về cả lượng cung và giao dịch trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn ở mức tương đối cao. Giá bất động sản nhà ở có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặc dù có sự sụt giảm về cả lượng cung và giao dịch trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn ở mức tương đối cao, giá bất động sản nhà ở có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản Hà Nội đánh dấu sự sụt giảm cả về nguồn cung và lượng giao dịch của thị trường. Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2019, lượng cung bất động sản nhà ở đạt 12.976 sản phẩm, bằng 76,05% so với cùng kỳ năm 2018, còn về lượng giao dịch nhà ở đạt 8.899 sản phẩm, bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm đạt 68,6%. Đặc biệt, trong quý 2 năm 2019, tỷ lệ hấp thụ căn hộ bình dân lên tới 84,7%. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính của sự sụt giảm là do chính sách giảm tín dụng bất động sản của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Cùng cảnh ngộ, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy sự sụt giảm cả về nguồn cung lẫn lượng giao dịch của thị trường. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, lượng cung bất động sản nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 10.715 sản phẩm, bằng 39,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng giao dịch bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8.560 sản phẩm, bằng 46,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm đạt 79,9%, trong đó giá bán căn hộ chung cư trong quý 2 năm 2019 tăng khoảng 5% so với quý trước, đất nền tăng giá khoảng 2-3% so với quý 1 năm 2019. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mặc dù có sự sụt giảm về lượng cung và lượng giao dịch, nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy lực cầu tại hai khu vực này vẫn rất mạnh. Giá bất động sản nhà ở có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định. Một số vùng có thị trường bất động sản đã phát triển mạnh trong một vài năm trở lại đây như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai cũng cho thấy sự giảm tốc về cả nguồn cung mới và lượng giao dịch bởi sự rà soát các dự án từ chính quyền địa phương. Ở hầu hết các tỉnh thành khác trên cả nước đều ghi nhận sự phát triển của thị trường bất động sản và thu hút các nhà đầu tư bởi các thành phố lớn không còn nhiều cơ hội đầu tư, chủ đạo vẫn là dòng sản phẩm đất nền, giá cả tăng trưởng ổn định. Vâng, với tình hình giá bất động sản nhà ở duy trì ở mức ổn định thì thành phố Hồ Chí Minh đang phản ánh khá rõ nét tốc độ tăng trưởng lên thị trường nhà ở sôi động bởi đây là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Theo Savills, thời điểm này là thời cơ chín muồi cho các dự án nhà ở với xu hướng di dân vào thành phố mạnh mẽ và tỷ lệ đô thị hóa thấp, quy mô hộ gia đình tương đối cao và thực trạng thiếu sản phẩm nhà ở chất lượng. Đây là thời kỳ đầu tiên của lối sống tại căn hộ có mật độ dân số cao, từ đó tạo điều kiện cho các sản phẩm nhà ở giá phải chăng cho thị trường đại chúng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại, phản ánh tốc độ tăng trưởng lên thị trường nhà ở sôi động. Theo Saview, thời điểm này là thời cơ chín muồi cho các dự án nhà ở với xu hướng di dân vào thành phố mạnh mẽ và tỷ lệ đô thị hóa thấp, quy mô hộ gia đình tương đối cao và thực trạng thiếu sản phẩm nhà ở chất lượng. Đây là thời kỳ đầu tiên của lối sống tại căn hộ có mật độ dân số cao, từ đó tạo điều kiện cho các sản phẩm nhà ở có giá phải chăng cho thị trường đại chúng. Theo đơn vị này, từ trước đến nay, người mua phân khúc căn hộ hạng C tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là người có nhu cầu ở thực. Ở Việt Nam thì thường đối tượng khách hàng này không chịu quá nhiều áp lực rủi ro từ việc vay mượn, vì vậy khả năng bong bóng bất động sản là khá thấp. Tuy phân khúc căn hộ hạng C đã và đang thống lĩnh thị trường, nhưng giờ đây, ngày càng có nhiều dự án căn hộ hạng B và hạng A mở bán, trong đó một vài dự án được bán với giá cao đáng kinh ngạc. Đó là những căn hộ hạng A có xu hướng nằm gần trung tâm thành phố và được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Vâng thưa quý vị, với sự đầu tư đồng bộ của cơ sở hạ tầng, giao thông cũng như sự dịch chuyển xu hướng đầu tư từ Bắc xuống Nam của các nhà đầu tư khiến cho giá nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, đặc biệt là nhiều khu vực tại khu Đông gần đây không ngừng tăng giá mạnh. Khu Đông đang dần dẫn đầu thành phố về các công trình giao thông trọng điểm, khi mà 70% vốn đầu tư phát triển hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh đều được tập trung vào khu vực này. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên phương án quy hoạch khu Đông trở thành đô thị sáng tạo, tương tác trong phạm vi các quận 2, 9 và Thủ Đức với diện tích hơn 21.170 ha. Mục tiêu đưa khu Đông thành khu đô thị sáng tạo
trong đó chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh là đưa hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, phải đi trước một bước. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy nhanh triển khai đường vành đai 3 với chiều dài 97,7 km. Tổng mức đầu tư là 10.142 tỷ đồng để kết nối liên vùng thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Ghi nhận thực tế cho thấy làn sóng phát triển hạ tầng mạnh mẽ của khu Đông đã khiến thị trường bất động sản nơi đây liên tục phát triển, trở thành nơi tập trung đầu tư của rất nhiều công ty bất động sản hàng đầu trong và ngoài nước. Theo quan sát của thị trường đầu năm 2019, nhiều khu vực tại khu Đông gần đây không ngừng tăng giá mạnh. Lý do chính là sự phát triển của hạ tầng giao thông giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các quận của khu Đông vào trung tâm thành phố. Đặc biệt nữa là do trên thị trường bất động sản khu Đông là hơn một năm qua, nguồn cung bất động sản khan hiếm do thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các thủ tục pháp lý đầu ra cho dự án nhà ở. Thống kê cho thấy, mặt bằng giá trung bình trong quý 1 năm 2019 tăng hơn 2% so với quý trước, nhiều dự án còn ghi nhận mức tăng từ 5 đến 7%. Đánh giá về triển vọng bất động sản khu Đông, các chuyên gia cho biết bên cạnh việc kết nối thuận tiện thì khu vực này còn được đánh giá cao bởi không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ngập nước, trong khi không khí thì mát mẻ do có nhiều sông rạch. Những yếu tố này góp phần tạo nên giá trị riêng cho dự án bất động sản tọa lạc tại đây. Chính vì thế nên bất động sản khu Đông tạo nên hấp lực riêng trên thị trường và dòng tiền của người mua dịch chuyển mạnh về đây cũng là điều dễ hiểu. Thưa quý vị, có thể thấy sự tác động của xu hướng dịch chuyển đầu tư và sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông không chỉ tạo nên sức nóng của giá đất mà còn tác động tới những chỉ số tăng trưởng của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm vừa qua, những chỉ số cho thấy giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng nhanh gấp 3 lần so với thị trường Hà Nội. Trong khi đó, giá nhà tại thị trường Hà Nội cũng có xu hướng tăng nhưng ở mức chậm hơn thành phố Hồ Chí Minh. Giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh gấp 3 lần Hà Nội. Theo ghi nhận hiện tại, chỉ số giá bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh quý 2 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Hà Nội chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng nhanh gấp 3 lần so với thị trường Hà Nội. Nguyên nhân của sự tăng giá này, một phần xuất phát từ nguồn cung nhà tại thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể do nhiều dự án bị tạm dừng để rà soát. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất cao. Đặc biệt, đang có sự chênh lệch về giá chung cư ở các phân khúc giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phân khúc bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh nằm ở khoảng 26 đến 27 triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi ở Hà Nội là khoảng 22 triệu đồng mỗi mét vuông. Tương tự, phân khúc trung và cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh có giá trung bình lần lượt là 36,5 triệu đồng mỗi mét vuông và 51,5 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng thị trường Hà Nội giao dịch ở mức thấp hơn, trung bình 32 triệu đồng mỗi mét vuông đối với phân khúc trung cấp và 48,5 triệu đồng mỗi mét vuông với phân khúc cao cấp. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn COSI. Những ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địia chỉ email banbientap@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.